vậy biết không? Đi ra ngoài nghĩa địa rồi còn cái hồn không á, ta mới nhập vô, ta mới sinh số, là uống 10 ly đây mà không đứt ruột chết nữa là thôi luôn á, phải không? Như vậy thì rượu người ta cũng ca tụng ra những cái dần thơ, hoặc là Nguyễn Bính nó nói là say men rượu này mai ta tỉnh, say men tình muôn thở vẫn còn say. Nguyễn Bính cũng nói là say men rượu ngày mai tỉnh không sao, cứ uống vô đi rồi tỉnh lại. Hoặc giả là có câu là thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết, rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu. Phải không? Có những nhiều câu mà Trung Quốc nói ra rất là hay, tả về những cái người mà uống rượu. Hoặc đó là nhất tí giải thiên sầu, có nghĩa là uống vô một ly rượu mà giải được 1000 cái nỗi sầu. Quý vị, vì quý vị nghe theo quý vị về uống nha. Ai mà có sầu có buồn gì đó, đem ly rượu trắng, rượu đế ra, đừng mua rượu cồn nha, uống vô đứt ruột à. À, uống vô một ly rượu mà giải thiên sầu, giải tới 1000 nỗi sầu lận, uống thử coi giải sầu hay là vô nghĩa địa. Quý vị ha, như vậy thì những cái câu thơ nói về rượu như vậy. Thế bây giờ mình tìm cái nguồn gốc rượu là cái gì mà nó ghê gớm vậy. Quý vị, thì chúng ta tìm được cái nguồn gốc á, thì trong sách nói là rượu có xuất phát, cái nguồn gốc nó là ở bên Tây Âu á, thì xuất phát từ Hy Lạp. Đất nước Hy Lạp là có truyền thống về văn hóa, về các nhà triết học ở nơi đó, và rượu xuất phát từ thời cổ đại của Hy Lạp. Và ở Trung Quốc á, là quý vị biết á, ta nghiên cứu, ta đào lên những cái khu mộ của những cái vị vua đó, ta mới xác định được rằng rượu có ở Trung Quốc là từ trước công nguyên tới 5000 năm. Quý vị biết công nguyên là gì không? Công nguyên là năm thứ nhất á, bây giờ năm 2010, vậy cái năm thứ nhất là công nguyên, mà cái công nguyên đó là đánh dấu cái mốc của Đức Chúa Giêsu sanh ra đời, gọi là công nguyên. Còn Phật lịch của chúng ta đánh cái mốc từ lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, tức là Ngài đã tịch đó, thì là cái mốc đó năm đầu tiên. Bây giờ Phật lịch mình 2554 năm, còn công nguyên là 2010, là đánh cái mốc Đức Chúa Giêsu của đạo Kitô á, là ngày sanh của Ngài, gọi là ngày sinh nhật mà ta gọi là ngày Noel, phải không? Như vậy á, thì trước công nguyên 5000 năm là rượu đã xuất hiện ở Trung Quốc rồi, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì khi mà rượu xuất hiện đó, người ta mới lấy rượu á, người ta làm lễ. Tại vì khi mà người ta uống rượu lên á, thì nó có chất kích thích. Trong rượu nó có chất kích thích, nó làm cho máu mình nóng lên và làm cho mình mạnh dạn lên, quý vị. Dầu một người nhút nhát, yểu điệu như là thục nữ, uống rượu vào một cái một là như là kỳ vô phong mà. Như mà cái lá cờ á, mà gặp gió đó, mà như hổ gặp lâm, nghĩa là như là cá gặp nước. Thế là uống rượu vô là chúng ta có đủ cái sức mạnh để chúng ta nói chuyện. Có những người miệng mượn rượu để tỏ tình trong cái vở kịch nào đó, anh này anh không dám tỏ tình với cô kia, anh về nóc hết chai rượu vô, quý vị, lợi tỏ tình tỉnh bơ. Như vậy rượu đôi lúc mà thấy cũng được được, phải không? Có lúc á, cũng giúp con người, cũng được được làm chuyện này làm chuyện nọ. Nhưng mà vì người ta á, là không lấy cái rượu để làm lễ. Và rượu cũng có giúp người ta nhiều thứ lắm, quý vị. Rượu làm rượu thuốc á, quý vị thấy không? Rượu làm rượu thuốc không? Dù chúng ta bị viêm thần kinh tọa đi à, ngâm nào là đổ trọng nè, ngải xanh nè, ngải vàng nè, ngải mọi nè, rễ ô môi nè, rễ nhào nè, thấy không? Rồi chùm gởi nè, chúng ta ngâm vô một cái uống hết thần kinh tọa, uống hết đau khớp liền, uống đại tài luôn quý vị. Đó là nhờ ngâm rượu mà uống, phải không? Rồi rượu á, ngâm rượu á, mà đừng có ngâm rượu tắc kè, rượu rắn đâu nha. Ngâm mấy cái đó bị nghiệp sát sanh, uống vô không hết bệnh mà thắt đi cái dòng nghiệp. Ở Campuchia thì thường hay bắn rắn, bây giờ á, rắn hổ mang, hổ hành, hổ dọ, bắn rắn này rắn kia. Cái bữa đó có cái anh này làm việc mới đi qua Campuchia đi du lịch, mới gặp người ta bán con rắn khoảng chừng 7-8 kg á, rắn hổ á. Cái anh ta mới mua về, anh ta tự tay anh ta cắt cổ luôn. Rồi á, anh ta mới quấn ở trong cái keo á, làm cái ly rượu rắn, quý vị. Cái keo to này đổ đầy lên ly rượu rắn. Anh ta uống này bổ lắm, uống rượu rắn này bổ lắm. Tất nhiên là từ người á, mà yếu xìu xìu uống vô một cái một là mạnh, là cử tạ ngàn cân, mạnh như là Lý Đức. Như vậy á, thì anh ta là ngâm như vậy khoảng chừng nửa tháng, chưa uống được ly nào, chưa bổ được miếng nào, sao tự nhiên cần cổ anh nổi lên một cái. Đi bệnh viện á, khám bệnh viện nói là anh bị ung thư rồi. Cái anh ta giàu có, anh ta bay đi Singapore chị, chứ không phải xin chị Việt Nam đâu, bay ra ngoài chị quý vị.
bay qua bển, bắn tia xạ chích gì đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà cuối cùng hồi bay đi á thì 7 mấy ký, hồi bay về còn 3 mấy ký, có nghĩa là bệnh ăn uống được ngang cổ nè, ăn uống được rồi anh ta ra đi quý vị. Ta mới điều tra năm trước đó, cách đó 1 năm, đúng cái ngày anh ta ra đi đó thì chú anh ta cũng đã ra đi hồi năm trước. Hỏi sao vậy? Cũng qua Campuchia mua con rắn 3 ký, đem về quấn vô, 3 tháng sau bệnh chết. Cái anh ta nói là cha, cái này không biết có liên quan gì tới rắn không? Như vậy thì có thể trong nhân quả nhà Phật như thế nào đây mà chưa thấy hai rắn chưa uống được miếng nào hết trơn mà thấy hai người đã ra đi rồi. Nên bây giờ mình không biết có phải như vậy không, thôi ngừa trước, chắc ăn uống rượu thuốc để trị bệnh thôi, đừng có uống rượu rắn với tắc kè, hay là uống rượu cá ngựa lội dưới biển đó. Gieo quan nghiệp chúng ta đừng có uống vô, giết người ta để mình uống vô thì cũng có lợi ích gì đâu, phải không? Dầu cho hết bệnh đi nữa mà cũng thôi, giết mấy con đó cũng tội nghiệp, để cho người ta sống về với thiên nhiên hoang dã đi. Như vậy á thì mình nên uống rượu thuốc thôi, còn các cái rượu khác thì mình đừng có lạm dụng. Nhưng mà trong dân gian của chúng ta thì không phải vậy. Trong dân gian chúng ta hay là lạm dụng lắm quý vị, lạm dụng về rượu, uống cho xỉn lên rồi mới sanh ra chuyện. Bữa đó ở dưới Bạc Liêu quý vị, thì hai ông xui sống ở gần nhà, ông xui mà cùng tuổi nhau nữa, mà ở miền Tây anh ta kêu bằng ní á. Cái chữ ní có nghĩa là cùng tuổi nhau, ta kết bạn, ta gọi chữ đó là chữ ní. Ta gọi là ní na ní rần. Mà chiều hai ông bạn uống nhau, uống rượu, nhưng mà hai ông này lại là thèm ăn thịt chó quý vị. Mới là nuôi một bầy chó nhỏ lớn lên tơ tơ đó. Chiều cái hai ông đi ra đồng, trước khi ra đồng á, để con chó vô bao, cột cái miệng bao lại, đi ra đồng xong về nhà lấy búa rờ đập đầu con chó lên thui đó, rồi đem ra làm hai xui da nhậu. Thì bữa đó nó mới bắt con chó để vô bao cột lại, mới đi ra đồng làm đồng xong về đói bụng mà, mới ra ông xui rờ đầu con chó đập một cái. Mỗi bữa đập con chó la cẳng, đập bữa nay sao im re à. Ông lột cái bao ra quý vị, thất người liền. Cái đứa cháu nội mới có 3 tuổi à, nó thấy con chó trong bao, nó cột ra, con chó chạy ra, nó vô bao, nó nằm, nó ngủ quên. Ông cái kiểu như mà nó che mắt sao, ân quán như thế nào không biết, rờ trúng đầu đứa cháu, đập một phát một cái, cháu chết liền tại chỗ đứa cháu nội. Mà hai ông chỉ có một đứa cháu duy nhất thôi. Như vậy á thì quý vị thấy hai ông quảng lên cái tự nhiên hai ông bị sốc về thần kinh á, điên khùng khùng, hai xui da điên khùng khùng hết quý vị. Thì cái người ở xóm á, người ta nói là ôi mấy ông này bị báo quán là giết chó cho dữ, rồi chó về nó suối nó làm vậy. Chuyện đó có hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà dường như là bị mờ mắt rồi, nên á là cái đứa cháu nằm trong nó khác con chó chứ, phải không? Như vậy thì pháp lực không trừng trị là tại vì hai ông khùng hết trơn, lấy gì trừng trị. Nhưng mà nhân quả đã trừng trị hai người đó, cũng uống rượu mà ra đó quý vị. Còn ở đây á, là bữa đó đó thì có cái anh này anh đi nhậu. Anh đi nhậu á, thì đứa con của ảnh nhà ở nhà để với bà mẹ ruột, tức nhà con á, kêu là bà mẹ bằng bà nội. Thì ở nhà đó cái quý vị biết cái trái bình bát không? Trái bình bát là trái miếng cầu á. Bà nội vú vô đem ra cho cháu ăn. Cái bữa đó có cái cô kia bán thanh long đi ngang, kêu mua vô luôn cho cháu ăn. Ai ngờ đâu đứa cháu ăn vô chết, ngộ độc chết quý vị. Cái trái miễn cầu với trái thanh long ăn lượt chết, nó sanh ra chất độc, ngộ độc chết. Thì anh này anh xỉn ngủ về, anh mới nghe thấy con mình chết, hỏi sao á. Bà già nói là tao lỡ cho nó ăn thanh long với bình bát rồi. Cái anh này la, ăn thanh long bình bát gì đâu là chết. Cái quậy bà mẹ, chửi mẹ nát hết, là bà giữ con tôi, bà giữ bánh té nó chết chứ làm sao ăn thanh long bình bát chết. Bây giờ bà ra bà ăn cho tôi coi coi chết không. Bắt bà mẹ phải ăn. Anh này anh xỉn hết lý trí rồi, anh bắt bà mẹ phải ăn. Bà mẹ khóc tức tử tao ăn cho mày coi nè, lấy trái bình bát ăn nửa trái, lấy trái thanh long ăn nửa trái chết luôn. Bà mẹ làm hai cái hòm hai bên. Còn ở ngoài Bình Thuận á quý vị, có mấy cái anh này nè, nguyên một cái băng nhậu rượu mà xỉn quá rồi. Nhậu rượu xỉn quá rồi cái mới là người ta nói là trứng cóc thì ăn chết, mà anh không tin. Ông nào ông lấy xỉn gục gặt rồi mới đi sôi cóc, vô mổ bụng lấy trứng cóc lên, đập tỏi đập hành đập ớt xào lên thơm phức à. Cái máy ảnh cũng còn khô một chút, mới thơm gì đó, mới lấy một miếng thảy xuống cho con chó nó ăn. Khi mà cho con chó nó ăn ra xong rồi đó quý vị, con chó đợi sau 15 phút con chó ngồi tỉnh bơ, còn quẩy quẩy đuôi sủa quấu quấu nữa chứ. Mấy anh lấy, người ta đồn chứ làm gì có đấy. Thôi giờ cũng ly, nâng ly lên uống cụp cụp vô, người gấp miếng ăn ngon quá, khen qua khen lại.
Nửa tiếng sau con chó nó sùi bọt mép giấy chết. Tại con chó nó có sức mạnh hơn người mình, nó ăn thuốc độc vô nó thấm lâu hơn. Nên mấy ông này mới là quản quế quá đi chở nhà thương nguyên một sòng nhậu chết hết. Trên đường đi chết hết không còn người nào hết. Và cái rượu còn một cái tai hại nữa là ở ngoài miền Trung thì có gia đình này đặt rượu bán đó quý vị. Đặt rượu bán thì mà đặt rượu thì thường là chúng ta đặt một táo gạo là 15kg gạo thì ra khoảng 14-15 lít rượu thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà nếu mà vậy thì không có lời, nên gia đình này mới lấy cái chai thuốc rầy, chai thuốc sâu mới lấy cái đầu của cái chiếc đũa, một cái can rượu 20 lít nó mới cắm một miếng thuốc sâu vô để vô rượu một cái là nó trong vắt luôn, lên tới 18-19 lít mà uống vẫn ngon lành đàng hoàng. Nên gia đình nó bán bằng cách đó. Thì bữa đó đó cái có gia đình có khách, cái người cha mới kêu con lấy rượu ra thì lấy cái rượu mà chấm cái đầu đũa vô đó. Thì bữa đó cái rượu đó nó chưa chấm thì uống hết cái rượu trước rồi cả chục người khách vậy đó. Cái người cha mới kêu là con ơi, vô con lấy cái canh rượu mới ra. Cái con nó quen rồi, nó hỏi cha bây giờ chấm nhiêu giờ cha. Bữa trước thì mấy cái ông lớn chấm, mấy ông lớn đi học hết rồi, có ông nhỏ đây khoảng 6-7 tuổi hả, hỏi ba chấm nhiêu ba. Ông xỉn quá, ông là lút luôn. Nó lấy cái đũa nó chấm lút một cái cây đũa nè, nó chấm vô trong cái canh rượu có 5 lít thôi, nguyên một sòng nhậu cỡ 10 người uống chết hết quý vị, ngộ độc chết hết. Thấy nhậu tai hại chưa quý vị, thấy tai hại chưa? Giỏi. Nên nó còn nhiều chuyện rất là thương tâm nữa. Ví dụ như ăn cá nóc cũng là nhậu ăn cá nóc. Mà có chuyện vui thế này nè, ở dưới quê thầy đó là làm đồng á, ở ngoài đồng đó mấy ông nhậu vô á thì có một miếng cá khô đuối là như là mới quy định một người nhậu một cái thì chấm cái cá khô đuối vô nước mắm me đó, chấm cái nút thôi không có được ăn. Có một miếng đây nè, chấm cái nút cái uống vô một cốc vô một cái là chấm cái nút cái rột. Cái xỉn quá đó, tối cái miếng khô đuối nó lọt xuống đất, cái con cóc nó nhảy lại, bắt con cóc lên, cũng chấm vô mắm me, đó, rồi uống vô cái nút cái rột, tới sáng cái đầu con cóc nó trắng phao phao như này luôn, nút riết cái đầu con cóc nó trắng phao luôn. Như vậy là sáng ông nào cũng mửa hết trơn mà cũng không biết. Như vậy là rượu uống vào làm mê mờ, tâm trí của chúng ta không còn kiểm soát được. Vậy thì nãy giờ chúng ta đang nói ở dưới đời mà những cái nông thôn bây giờ người ta hay xỉn rượu, người ta uống rồi có nhiều người á xỉn rượu uống lè nhè về rồi đánh đập vợ con, nhiều cái vụ án hình sự xảy ra do rượu dữ lắm quý vị. Bình thường á người ta không dám làm, nhưng mà người ta nhậu vô người ta dám đi ăn cướp, nhậu vô á người ta dám đi là giết người, người ta dám đi đánh người, làm con người mình mất kiểm soát, mất hết lý trí. Do đó Đức Phật cấm cái giới thứ năm là cấm uống rượu quý vị. Thì trong Tỳ Ni Luật Tạng như là Sa Di Lược Giải á, có một cái câu chuyện là có cái anh này nè, có cái anh này thì quy y Tam Bảo á, thì thường á quy y Tam Bảo có năm cái giới cấm: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Thì những cái người làm cá ở ngoài biển á thì họ làm sao không sát sanh, thì họ làm sao họ giữ được? Mà không giữ được không lẽ họ không quy y Tam Bảo? Thì quý thầy mới phương tiện, quý thầy mới là bây giờ á quý Phật tử quỳ ở dưới, quý thầy khi mà đọc á là quý vị Phật tử trọn đời không sát sanh, quý vị Phật tử có giữ được không? Người nào giữ được nói mô Phật giữ được, còn người nào không giữ được nín thên ngồi dưới quỳ thầy không nín. Không có nói giới đó giữ, tất nhiên là mình không giữ giới đó. Giữ bốn giới thì lợi bốn giới, giữ ba giới lợi ba giới, giữ hai giới thì lợi hai giới. Có cái anh này, ảnh không sát sanh giữ được là lớn lắm. Mô Phật giữ được, quý vị Phật tử là suốt đời không trộm cắp giữ được không? Mô Phật giữ được. Không tà dâm giữ được không? Mô Phật giữ được. Có lại trời con cũng không dám tà dâm, đi vợ tôi giữ lắm, không dám đi ra ngoài đâu. Còn giới này khỏi giữ cũng giữ được luôn nữa, không sao hết. Bây giờ tới cái giới thứ tư là không nói dối có giữ được không? Mô Phật giữ được. Tới giới thứ năm, ông này là ghiền rượu, dân ghiền rượu, uống rượu vô mà không có ly rượu vô là rung tay đây nè, rung như bệnh ba cây xanh vậy đó. Hỏi là quý vị Phật tử từ đây về cuối đời không uống rượu, quý vị Phật tử có giữ được không? Hả hồng ra không dám nói, gật đầu nhau nói nín tình nè. Như vậy vì mình không có nói cái giới là uống rượu nên là không giữ được. Thì sau này cái anh này mới đi đi tu,
lớn con lên rồi mới vô đi tu. Thì các cái giới khác giữ được hết, anh ta không có thọ giới, là dứt pháp thọ giới, là giới uống rượu không thọ giới. Mà quý vị Phật tử bữa đó đó gặp bạn bè lâu năm á, mà gặp lại chán tạc chán thù á, một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly uống cạn tình sầu nãy đó, bây giờ uống biết hai ông uống đâu có 5 lít rượu, 5 lít rượu đế á, quý vị tử uống vô cỡ 5 lít rượu rồi đầu mới ra rủ đi làm. Như vậy á, thì đi làm tội mà lúc mà nhà